giống vú sữa hoàng kim, một loại giống mới đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay nhé. Thường thì anh nhập ở dưới miền Tây nó che lên. Rồi đây cái đây là gốc cái sữa thường, em sẽ lấy cho biết xem nhé. Đây. Đây là vô một bình chậm nè. Chậm bình. Đây chúng ta lựa những cái gốc vú sữa hoàng kim. À đúng rồi, sữa thường đấy. Nó to như thế này. Này nó 5 đến 6 ly. Đấy, nó như thế này thì bắt đầu mình về mình mới đem đi vào trong cái vườn cây hoàng kim 10 năm tuổi á. Bắt đầu mới ghép nó. Ghép nó cho nó được như thế này, ghép vào trong cái thân này, ghép vào đây, đây. À, cái này thì hôm sau là chúng tôi đi với anh sẽ hướng dẫn xem nhiều chút, nhưng hôm nay là chúng ta đang ở trong cái vườn ương, cho nên là anh sẽ về tiếp chung một buổi sau nhé. Còn như dạ, anh thuận một cây vú sữa hoàng kim ghép cái này thì khoảng bao lâu thì sẽ đem đi trồng được ạ? Thì cái cây này á, đây là gốc vú sữa thì ghép vào, ghép khi nó ra cái bộ rễ là mất khoảng 2 tháng. 2 tháng nó mới ra được cái rễ như thế này. Đây. Nó ra rễ như thế này. Thì lúc đấy chúng ta mới đem vào cho các anh chị em đóng bầu. Đóng bầu như thế này. 2 tháng nó mới ra được như thế này đó em. Và sau đó mình mới đóng vào những cái bầu như thế này. Đó, em thấy cái bầu không? Dạ. Rất là nhẹ. Trong đây nó có những cá thể sơ dừa. Anh Thuận ơi, một cây như thế này mình đem đi trồng khoảng bao lâu thì cây sẽ cho ra trái được ạ? Cái này nếu chúng ta trồng từ như thế này cho đến ra trái là khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm đó em. Đó là dùng cho những cái cây ghép cành nhé. Còn cái cây mà gốc hộp á, thì nó phải 3-4 năm thì nó có trái, nhưng mà trái rất nhỏ và xấu. Còn những cây này thì trái rất là trồng được rất là to, 800 gram đến 1 kg một trên một trái. Trái ăn rất là ngon. Anh Thuận ơi, nãy giờ chắc có lẽ là em cũng như khán giả là tôi rất là tò mò về chất lượng của trái hoàng kim. Rất là muốn thử, rất là nhìn ở ngoài như thế nào. Ok, chút xíu nữa anh sẽ mời em vào trong kia. Anh sẽ cho em ăn thử cái trái và cảm nhận nó ngon như thế nào. Nhá. Còn bây giờ thì anh sẽ đó em nhìn xung quanh đây đi. Đây là các kỹ sư của anh đã đang đang đóng bầu và đang làm rất là chuyên nghiệp. Đây là những người làm rất là chuyên nghiệp rồi. Họ làm chuyên sâu, đây là các kỹ sư, kỹ sư Liên rồi kỹ sư Hà. Đấy. Để tập trung làm như thế này, em thấy không? Cái công đoạn nó rất là nhiều công đoạn lắm. Sau đó anh phải vào trong cái nhà kính nữa rồi nó mới ra được một cái cây theo như ý của mình. Nha. Thì bây giờ mời em sẽ đi vào trong kia với anh. Chúng ta sẽ thử thức cái hoàn kim thế nào nhá. Ok, mời em. Đợi đây em. Được cầm tận tay trái vú
sữa Hoàng Kim đó các bạn ạ. À, bây giờ sẽ cắt cho một cái để cho em ăn thử coi nó vị như thế nào nha. Ok, từ sáng á là anh phải đi đang hái mấy trái ở dưới thấp lên để cho em vào có cái em ăn thử. Đây em xem nè, cái ruột của nó này, ruột là ruột vú sữa nha. Cái vỏ ngoài thì là vỏ cái trái Lijima, nhưng mà đây nó có một cái hạt. Đấy, bây giờ anh sẽ cắt ra cho em ăn thử này. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Hấp dẫn ha. Dạ. Rất là ngon. Nhìn là muốn ăn liền đó anh. Ăn rồi còn phê nữa. Dạ. Rồi, nó giống vú sữa lắm. Rồi, bây giờ mời em thưởng thức. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, thưởng thức nha. Dạ. Anh em mình ăn nha. Cảm giác thế nào? Wow, rất là ngon. Em ăn vô đầu tiên là em nghe một vị rất là ngọt mà ngọt mát. Hình như cái này đâu có bỏ tủ lạnh đâu mà vị đúng rồi, không hề bỏ tủ lạnh luôn nha. Rất là thơm. Ừ, cái hậu ở trong miệng rất là thơm. Mà không có bị chát mũ giống như là loại vú sữa thông thường. Dạ, đúng rồi, rất là đáng để thưởng thức. Đúng với sự hoàng kim không? Dạ, đúng rồi. Đấy, giờ em đã biết sao mà giống này đang hot vậy ạ. Em biết á là hiện giờ á là tại vườn thì chỉ bán khoảng chừng 100 đến 150 ngàn đồng một kg thôi, nhưng mà nếu mà ở ngoài họ bán á là 500 ngàn đồng một kg đấy, mà hàng không được cung cấp tại vì cái số lượng là số lượng có hạn. Mà một mùa này bây giờ anh bắt đầu mới có bán, chủ yếu là giờ đang được cành bán cành thôi, cho nên là không có tập trung vào trái nhiều. Nhưng mà hiện giờ thì trái rất là nhiều, hôm nào anh lại mời em tới vườn để xem cái trái nó như thế nào. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Anh em ăn đi, ăn nữa đi, ăn tự nhiên đi, còn nhiều mà, ăn đi. Anh cái loại này anh thích lắm. Dạ, nàng no được luôn, ăn khỏi cơm rồi. Nhung vừa thưởng thức trái vú sữa Hoàng Kim và cảm thấy là vị của nó rất là ngon. Nhung nghĩ là quý bà con nên mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ những vườn tiêu đã chết để trồng loại vú sữa Hoàng Kim này ạ. Bởi vì chỉ cần trồng 1,5 năm là cây đã cho ra trái rồi và đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Một điều nữa mà Tích Nhung muốn chia sẻ với quý bà con nông dân đó là giống vú sữa Hoàng Kim này là một loại cây thân gỗ rất dễ trồng và dễ chăm sóc và hầu như không có sâu bệnh. Bởi vậy nếu mà bà con trồng giống vú sữa này sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí cũng như công sức. Song song đó là cái giống vú sữa Hoàng Kim đem lại lợi nhuận kinh tế rất là cao, rất đáng để chúng ta chuyển đổi giống cây trồng mới này, phải không ạ? Vâng, buổi tìm hiểu của chúng ta hôm nay rất là thú vị, phải không ạ? Em xin cảm ơn anh Thuận đã chia sẻ với em cũng như bà con nông dân biết về quy trình sản xuất cũng như là hương vị của trái vú sữa Hoàng Kim. Dạ, em rất cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Vâng, xin kính chào bà con nông dân. Vâng, chương trình của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý bà con trong chương trình tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giá trị kinh tế của giống vú sữa Hoàng Kim này nhé.